Đại Nghĩa, Harry Won cùng với tất cả những khách mời có mặt trong ngày hôm nay, cùng với hai chú Lân, xin gửi lời chào đến quý vị khán giả đang đến với chương trình Khi Chàng Vào Bếp. Rồi bây giờ thì cảm ơn hai chú Lân nha. Mời hai chú Lân về chuồng. Về chuồng. Tạm biệt. Thưa quý vị, với Mai, với Đào, với những cái câu đối, những cái câu liễn, cũng như là có hai chú Lân cho một không khí tưng bừng vừa rồi, thì chúng ta biết rằng một năm mới lại sắp đến. Chúng ta là sắp sửa đón Tết Nguyên Đán, Tết cổ truyền của dân tộc. Và vì vậy, một câu chúc quen thuộc mà tất cả chúng ta luôn dành cho nhau vào những ngày này, đó là câu chúc mừng năm mới. Chúc cho tất cả quý vị và các bạn đến với một năm mới thật là nhiều niềm vui, hạnh phúc, làm ăn phát tài. Chúc cho tất cả mọi người ăn khang thịnh vượng, sức khỏe như trâu. Sức khỏe như trâu. Sức khỏe như trâu. Trời ơi, em ơi, người ta là chúc cho sức khỏe như ý, nhưng mà chúc sức khỏe như trâu hết trơn á. Dạ vậy thì sức khỏe như ý. À đó. Dạ em chúc cho tất cả mọi người sẽ được tiền vô như nước nè, tiền ra như rùa đang bò từ từ. Trời, rùa mà còn bò từ từ thì chắc lâu lắm luôn á. Còn em? Em xin chúc mọi người một năm mới luôn luôn may mắn, hạnh phúc, vui vẻ, dồi dào và luôn luôn đón xem chương trình Khi Chàng Vào Bếp nhé. Trời ơi, lời chúc hết sức là dễ thương. Còn với hai gia đình, xin mời Mạnh Quyền và Bảo Ngọc xin chúc mọi người có một năm mới tràn đầy sức khỏe, vui nhiều hơn, bớt buông lại và hạnh phúc hơn. Gia đình bên đây, Trần Long và Ngọc Tiên xin giúp mọi người năm mới Tết đến, tiền vào cửa trước, tiền ra cửa sau, hai cái gặp nhau chui vào két sắt, một phần mua đất, một phần mua nhà, còn lại gian gian ta đi du lịch. Thích cái vụ mà tiền vô cửa trước mà tiền vào cửa sau, cái gì đó rồi gặp nhau chui vào két sắt, vụ này được. Cho nên là chúng ta phải lì xì liền là tức. Dạ. Lì xì liền cho hai gia đình. Đây, xin gửi tặng. Đây, cảm ơn Nghĩa. Chúc gia đình. Nhưng nàng phải tiền. Đây là những cái ưu tiên dành cho các bạn khi các bạn tham gia vào chương trình Khi Chàng Vào Bếp. Một lát nữa mình mở ra để mình coi trong đó là cái gì nha. Dạ. Còn với hai khách mời đặc biệt ngày hôm nay, đó là Jin Tuấn Kiệt cùng với Quyên Anh Xin, sẽ là những người đồng hành cùng với hai đội chơi, sẽ là đội trưởng. Còn với Harry Won, dạ, thường anh thấy rằng là ngày Tết đó là chúng ta hay mặc những cái trang phục truyền thống của dân tộc mình. Dạ, dạ. Như hôm nay nè, anh mặc áo dài của Việt Nam. Còn em, trang phục này là như thế nào? Em hôm nay em mặc đồ hanbok hiện đại. Ồ, thường anh thấy là mấy cô gái Hàn Quốc mặc hanbok là dài dạ, xuống đúng rồi. Ha. Cái này dạ, không dạ, ai biết. Cái này, này mới biết luôn dạ, á. Dạ dạ. Đẹp. Là 29 mới có chị. Thật ra thì cái kiểu này là từ thập niên khoảng chừng thế kỷ 19 đầu á là đã có kiểu như vậy rồi. Và bây giờ người ta thỉnh hơn, người ta thích nhiều hơn. Dạ. Ở Việt Nam thì những cái ngày Tết thì chúng ta cũng biết rằng là mình sẽ nấu cho nhau những cái món ăn nó quen thuộc và truyền thống, cũng như là đến thăm gia đình, họ hàng, rồi bạn bè, thầy cô để thăm hỏi cũng như là gửi những lời chúc tốt đẹp dành cho nhau. Không biết Hàn Quốc thì Tết thì thế nào? Hàn Quốc cũng y như Việt Nam vậy đó anh, nhưng mà chỉ có khác là Việt Nam là nghỉ Tết rất là lâu dài, còn Hàn Quốc là nghỉ đúng 3 ngày. Tết cổ truyền Hàn Quốc có cái món ăn gì đặc biệt không? Nó có những cái món ăn bánh gạo, liên quan tới bánh gạo rất là nhiều. Bình thường là có cái canh bánh gạo, rồi có những cái thì xung phân cũng là nó liên quan tới bánh gạo, mà trong đó có cái nhân là có mật ong. Tại vì cái bánh gạo của Hàn Quốc nó sẽ nó rất là dài như vậy. Tới đây người ta rất là mong muốn là hãy sống lâu, sống thọ như cái bánh vì bánh gạo bánh, vậy bánh đó. Gạo đó cho nên người ta hay ăn cái đó trong vòng đầu năm. Anh vậy nếu mà vậy người Việt Nam mình á không có cái gì dài để mà sống lâu sống thọ đó anh. Em mình có bánh chưng em. Cái bánh chưng nó dày, cơm nó chắc nịt, chắc nụi như vậy, rồi nếp nè, đậu nè, thịt nè, nó hòa quyện với nhau, xem như là một cái sự gắn kết của các thành viên trong gia đình, cũng như là cái nồi thịt kho hộp vịt là cái món ăn mà rất là quen thuộc trong những ngày Tết cổ truyền của Việt Nam cũng như vậy. Vậy thì ngoài những cái món đó ra, hôm nay sẽ giới thiệu cho hai gia đình cũng như là hai đội trưởng một món ăn cũng rất là quen thuộc với người Việt chúng ta trong những ngày đầu năm. Ngoài thịt kho hộp vịt ra, mọi người biết món gì nữa? Nem. Bánh chưng. Bánh chưng. Nem. Nem. Ngoài Bắc là ăn nem hả em? Ăn nem với cả ăn canh măng miến á. Canh măng với miến. Gà luộc nữa. Gà luộc. Thịt dăm. Thịt dăm. Còn bên đây? Khổ qua dùng thịt. Đó. Dưa món. Dưa món. Với những người miền Nam thì đa phần là cái món khổ qua dùng thịt là không thể nào thiếu được trong những bữa cơm của 3 ngày Tết. Nhưng mà ngày hôm nay không phải chỉ riêng món khổ qua dùng thịt không thôi nha Harry. Ủa vậy là có món gì nữa anh? Cũng là một cái món tương tự như vậy, nhưng mà chúng ta có một cái tên như một lời chúc dành tặng cho mọi người. Dạ. Món khổ qua tam phước. Coi như là 3 nguyên liệu sẽ vào trong cái món khổ qua này. Bình thường thì chúng ta chỉ là thịt bằm ra rồi mình nhồi vô trong trái khổ qua. Dạ, dạ, nhưng dạ, mà hôm nay 3 nguyên liệu là cá, tôm và thịt. Cho nên mới có cái tên gọi là khổ qua tam phước, cũng như là một lời chúc mà chúng ta dành tặng cho tất cả mọi người luôn. Mời mọi người chúng ta hãy xem hình ảnh của cái món ăn ngày hôm nay nha. Wow.
Wow, nhìn rất là hoành tráng nhỉ anh. Đó, nó giống như món khô qua dồn thịt nhưng mà là nó có nhiều nguyên liệu hơn. Dạ. Và chắc chắn là cái cách chế biến của nó cũng sẽ có một vài cái điểm khác biệt. Truly Made Foods hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Khi chàng vào bếp.